吻不要站强动欺骗，谁人也知道，谁能定分数，胡同留半步，聚散永远不知怎仓促，孤单的我只会是迷。Sáng mát mẻ. Giữa lúc chúng ta sống trong một thành phố bồn chồn lo lắng, có thể xảy ra rất nhiều chuyện về tình yêu. Trong đó bạn có phải là một trong những mẫu chuyện này không? Hay là bạn có thể hỏi tình yêu là gì đây? Ở đây chúng tôi có thể cho bạn biết, tình yêu là một cảm giác từ bên ngoài đưa tới cho bạn, cũng như tâm trạng của bạn bây giờ, hoặc là cũng như bản nhạc trữ tình này. Love me tender, love me sweet, never let me go. You have made my life complete, and I love you so. Hello, hello. Bữa nay không làm sao giờ? Anh gặp em nhá. Yes. Anh thích chị. I'm sorry, okay. Đừng có như vậy mà. Em có biết không, lúc anh sắp nghỉ đó, có ông khách đột xuất lại tới. Anh nhất định phải làm xong cho ổng rồi mới đi. Thì em cũng biết rồi, chuyện hôm nay phải giải quyết hôm nay. Làm xong rồi thì anh mới đi được chứ. Anh sợ công chuyện càng ngày càng dồn dập quá, cho nên anh mới tới trễ với em. Thôi đi, bây giờ mình đi ăn cái gì đây? Vậy thì em nói đi. Qua Thạch Ô ăn cơm nha. Thạch Ô hả? Anh đâu có lái xe tối đâu. Nhưng mà qua bển rắc rối lắm đó. Nè, phải đón xe bus nè. Nào là đi đường ngầm rồi. Đâu có sao, ăn xong mình về liền mà anh. Bây giờ qua bển cũng khuya lắm rồi. Ăn xong còn trở lại chắc là 12 giờ lần nữa. Thôi đi anh đi với em đi nhờ. Xin lỗi nha. Sáng mai anh còn đi làm sớm, phải lo sổ sách nữa. Anh sợ là thức không nổi đâu. Vậy thì bây giờ tính sao? Hay là em nghĩ coi ăn chỗ nào gần gần nha. Anh nói đi. Hay là chỗ cũ nha. Hân à, làm ơn cho hai dĩa bò Big Steak. Bữa nay anh về công ty phải làm sổ sách. Chủ công ty của anh thiệt là xui xẻo quá. Trong vòng 3 tháng thôi mà bị kiện 5 lần. Đáng lẽ được 5 triệu mấy tiền dự trữ, nhưng không ngờ người ta giữ lại hết chứ còn có 2 triệu thôi. Thì là đáng tiếc cho công ty quá. Lương của anh tháng này không biết được lãnh hay không. Anh nói chuyện công ty hoài có kỳ không? Đâu có. Hay là nói chuyện của em đi. Sáng nay khi em nghe radio có một vấn đề này, em muốn hỏi anh. Vấn đề gì vậy? Trắc nghiệm tâm lý à? Hay là chuyện bình thường? Đơn giản thôi, em chỉ muốn hỏi anh thế nào mới gọi là tình yêu. Tình yêu hả? Anh biết. Giống như mình vậy đó. Trước hết là quen nhau rồi yêu nhau nè, rồi trở lại như ngày đầu mới quen vậy. Ừ, chỉ có bấy nhiêu thôi à? Thì không sao chứ, bộ còn nhiều rắc rối à? Không phải. Vậy thì em muốn anh trả lời thế nào? Em đừng có nghe ba cái chương trình của đài phát thanh nữa.
Họ sẽ đưa ba cái quan niệm rẻ tiền để vào đầu độc thính giả đi tới chỗ hư hỏng. Nội à, nội, nội à, làm gì vậy? La ồn ào quá đi à. Không phải đâu, nội có thấy tấm bảng xanh à, để trên bàn của con đó. Trên đó có biển bốn chữ nỗ lực phấn đấu, nội có thấy không vậy? Tấm bảng, ồ, có phải là cái miếng chút xíu như vậy mà bằng xanh hay không? Đúng vậy, đúng vậy, miếng đó. Ngày hôm qua nội lo dọn dẹp cho con, sợ ý là bể nó mất rồi. Đập bể rồi à? Nhưng mà mấy miếng bể đó ở đâu rồi? Thì ở trong thùng rác đó. Ai da, nội thiệt là. Nè nè nè, con đi đâu vậy? Sáng nay nó đem đi đổ rác rồi. Nội à, sao nội bỏ đồ bậy bạ của con vậy? Bây giờ dù cho nội có đập bể cái miếng sành của con cũng đâu có đến nỗi làm dữ quá vậy. Sáng nào mà không phải nội đi đổ rác chứ. Làm gì dữ vậy? Bất quá từ nay nội không thèm ăn bánh bông lan này của con nữa đâu, có được chưa? Nội à, con phải vậy đâu. Cái miếng đó là bạn bè của con tặng cho con, đồ người ta tặng con, mình làm sao mất được chứ. Gì mà nói thầm thì vậy? Wow, làm cái gì mà nhăn nhó dữ vậy hả? Mày hỏi con của mày đi. Thì ngày hôm qua kìa, tao dọn dẹp phòng cho nó, sơ ý đập bể cái miếng sành để trên bàn của nó. Thì sáng nào tao phải đem đi đổ rác chứ. Vậy mà nó cũng ở đó la ầm với tao. Nói thiệt nha, một cái nhà lớn như vậy, chỉ có hai bàn tay tao lo dọn dẹp. Tuổi tác tao cũng lớn rồi, đánh trống thổi kèn cũng tao, khiêng kiệu cũng tao, khiêng lồng đèn cũng tao. Tuổi tao già rồi thì tay chân phải chậm chạp chứ, chỉ sợ ý đập bể thôi mà, cũng đâu có cần phải làm dữ vậy. Nội à, con thì không phải như vậy đâu. Những gì cái đó là bạn của con tặng cho con, nó có giá trị lắm nên con mới hỏi thôi. Ai tặng cho con vậy? Thì bạn bè thôi mà. Ây chà, tao hiểu rồi, nhất định là bạn gái của mày tặng cho. Bạn gái là bạn thường thôi. Nè, bạn thường mà phải làm dữ tới như vậy sao? Đúng vậy Hào à, hãy ngoan ngoãn nói cho nội biết đi. Con nhỏ tặng miếng sành đó là ai vậy hả con? Con nhỏ miếng sành nào? Thì cái con nhỏ tặng miếng sành cho con đó, con người nói như thế nào? Rảnh nhắc về nhà cho má coi đi. Mười giọng không con nét. Bây giờ không sao, không sao đâu. Nhờ, chỉ cần hai đứa con có ý với nhau thì từ từ là xong thôi. Ê, con biết không, nội chồng uống cái ly nước của cháu giàu đó lâu lắm rồi đó nhờ. Theo ý tôi nghĩ thì cứ giàu cần nhất là phải chịu được cực khổ, chứ ăn không ngờ rồi vô dụng lắm. Vậy thì cũng đúng. Nhờ, giống như mày một phần nào là quá đủ rồi. Chứ còn gì nữa, bây giờ bà mới biết tốt hả? Còn cái gương mặt á, thì theo tôi nghĩ không cần phải quá đẹp. Điều cần nhất là phải phúc hậu. Đúng. Nếu trong vòng 2-3 năm của con thì lúc đó mày thì ấm cháu, tao thì ấm chắc rồi. Vậy thì bà vui quá rồi. Không là như vậy thôi tôi đó mà. Mặt chắc thì hay hơn. Thì đúng rồi, thì đúng rồi. Ê, nè nè nè, con không chịu đi đốt cây nhang đi. Để gì vậy? Để ông bà phù hộ cho thằng Hào đừng có bị dở dàng. Phải ha, cần nhất là vậy. Lần này hả? Cái miệng xui xẻo sao lại nói chuyện bậy bạ vậy? Lần này hả? Cái tốt của thì không linh. Ây da, không phải. Cái xấu thì không linh, cái tốt thì phải linh. Đúng rồi. Nè, chào chú đi. À, cảm ơn. Chào chủ nhiệm. À, xin chào. Hey. Tóm lại tôi không còn biết mấy cậu như thế nào. Mấy cậu phải giúp tôi chứ. Tôi tốn biết bao nhiêu tiền để mướn mấy cậu về đó. Nè, hồi nãy lên thang máy có nghe chủ nhiệm nói là tòa soạn mình gặp rắc rối rồi. Nên coi đi. Tập đoàn Á Châu muốn thu mua Chánh Báo. Thì ra lúc trước cổ phiếu của nhà báo mình lên giá như vậy thì ra là họ tung ra. Chủ nhiệm đang nhức đầu lo tiền, để giữ tờ báo lại đó kìa. Chủ nhiệm có được không vậy? Ông đâu có tiền giàu có đâu mà mua trở lại tòa soạn. Còn thương là anh là ổng đi, chưa biết trận đánh này đánh thua mà, không phải đánh liều thôi. Tại sao vậy? Tập đoàn Á Châu chỉ làm ăn gì địa ốc, mà tại sao muốn thu mua tờ báo của mình chứ?
tại vì họ đã dòm ngó tới công xưởng của mình. Nếu mà họ thành công thu mua được rồi thì họ tháo hết tất cả công xưởng này ra để mình xây nhà mới, còn mình thì phải dọn đi một nơi rất là vắng vẻ, có thể nói là một chỗ nào rất là tệ lắm, sau đó họ mới nắm giá thị trường khu vực này. Anh nè, cậu nói cái đó là thiệt hay là giỡn chơi đây? Thiệt hay giả vậy? Tôi cũng đoán vậy thôi. Vậy tức là cậu nói thoáng qua thôi, việc làm người ta hết chết người ta. Nè, dù kỳ này chủ nhiệm mình thoát qua được cũng khó, đến lần thứ hai hoặc lần thứ ba lắm. Không lẽ anh bắt ổng khoanh tay chờ chết hay sao hả? Vậy thì không đúng. Theo tôi nghĩ thì nếu ông tiếp tục làm báo nữa thì phải thay đổi hình thức, nếu vậy hoài chắc chắn phải chết. Thôi đi, đừng nghĩ nhiều quá, mình chỉ là ký giả thôi mà. Cái gì ký giả chứ? Có khi nào một ngày nào đó cả tòa soạn thuộc về của mình không? Lo đây làm đi ông Hào, nằm mơ cũng không sớm vậy đâu. Phải. Nè, có một ông điên chém chết người rồi nhảy lầu nữa, mình đi lấy tin nghe hả? Nhớ không một chút. Yên tâm. Hân, rồi chưa đâu, chưa gì được đâu. Tính ở đây coi cô nào lẻ loi đi ngang mình nhào vô, hai người đứng ngoài đâu có thấy đâu. Thì anh cứ việc chờ đi. Nè, không có chờ nữa đâu, không biết phải chờ đến khi nào, về nhà ngủ sướng hơn. Cô về nhà? Đúng rồi, tôi đưa cô nha. Tôi phải xuống hẻm nhỏ để đón xe bus. À, được. Ê, hey, đừng đón taxi, đón taxi mắc lắm, đón thứ này dễ hơn. Đón xe gì vậy? Đón xe điện. Giờ này mà cũng còn xe điện sao? Không có xe điện thì mình có thể đi dọc đường xe điện xuống eo nhỏ, vậy thì đâu có khác gì đón xe điện, mà còn có thể hạ tiền 2 đồng nữa đó. Có phải đi bộ lâu lắm không? Không đâu, nè, mình cứ đi theo con đường của nó, rồi sau đó như tiếng xe chạy tăng 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 tăng, chỉ chút xíu là tới nhà liền à, đi như vậy đó. Đi xong rồi thấy thật là khỏe quá. Có mỏi không hả? Đâu có, tôi là ký giả mà, làm ký giả phải có chân sắt mắt ngựa bụng thần tiền. Cây đèn này đẹp quá, không biết xài pin hay là xài điện ha? Xài pin đó, cô thấy đã. Tôi lấy cho cô một cây. Cô được không đó? Nè, đừng có chạy nha. Nè, ai đuổi theo mình nữa đâu. Thiệt hên quá. Tặng cô. Mình cũng phải đi xuống eo nhỏ ha. À đúng, đi đi. Sao kêu vậy, con chưa ngủ? Má nấu canh cho con về uống nè. Hả? Sao lấy một cục đồ như vậy về nhà? Cô đẹp không? Của bạn con chờ đó. À, hồi nãy má thấy có một người đàn ông đưa con về nhà. Người đó là ai vậy? Bạn làm chung sở thôi. Con đừng trách má nhiều chuyện mà cân nhắc cho con biết nha. Con đừng có một chân đạp hai xuồng đó. Gia Lạc là một người đàng hoàng lắm. Con còn nhớ hồi trước nó giúp gia đình mình không? Nếu mà không có nó hả, gia đình mình chắc phải nằm đường đó. Má, mấy yên tâm đi, con cũng có làm những gì để má với ba phải buồn đâu. Má biết con không bao giờ. À, canh nguội rồi đó, để má hâm lại cho con nha. Dạ khỏi má, để con đi hâm được rồi, má cứ đi ngủ đi. Con không biết đâu. Con biết mà, con lớn rồi, cái gì má cũng phải để cho con làm con mới biết chứ. Con nhớ tắt lò nha. Dạ. Má đi ngủ đây. Con biết rồi, má đi ngủ đi. Đi ngủ đi. Hello. Có đợi chút nha. Hân, có điện thoại nè. Hello. Không hả, tối nay tôi đón em nha. Không được, lát nữa còn phải đi giao bông, có lẽ khuya lắm mới về. Vậy thôi, tối nay điện thoại cho em nha. Được, bye bye. Ba,
con đi giao bông nha. Con đứng đi làm gì? Bữa nay tôi nghĩ cho nên đi bộ cho vui. Ai ngờ đi riết rồi đi tới chỗ này nhìn lên cửa sổ chung cư đẹp quá cho nên mới đứng lại coi thôi. Không phải, thật ra tôi cố tình đến tìm cô. Em phải đi giao bông. Giao đâu vậy? Trước hết là phải đưa qua Hồng Kông, sau đó tới Eo Toàn rồi tới Thường Thủy. Qua Thường Thủy sao vậy cũng đi à? Biết cách nào hơn, cách quen đó mà. Tôi đi với cô nha hả? Xa lắm nhờ. Không có sao, dù sao bữa nay tôi nghỉ mà. Lâu quá tôi không tới Thường Thủy. Nè, tới Thường Thủy có này chơi vui lắm. Gì vậy? Cô chấp nhận cho tôi đi đã. Thôi được, tạm thời nhận anh làm đệ tử cái đã. Phải giao bông vậy à, cô thấy cực không? Cũng đâu có gì cực. Nhưng mà cảm thấy buồn cho gì? Đúng rồi, thiệt buồn lắm. Nhưng mà xưa nay đâu có ai hỏi em như vậy. Vậy đủ chứng minh tôi quan tâm cô. Anh đừng có nói bậy nữa. Dạ, có chó kìa. Chó kìa nó dữ quá hả? Tỉnh tỉnh chó. Có chó kìa, có chó kìa. Đuổi nó đi ra. Xì xì xì. Có chó kìa, có chó kìa. Có chó kìa, đuổi nó đi ra. Em sợ quá hả? Đừng sợ, có anh hả? Sợ cái gì đi, sợ quá đi hả? Nè, tỉnh tỉnh. Nè, tỉnh tỉnh. Xin lỗi nha. Không sao. Em có chuyện này muốn nói với anh. Gì vậy? Em phải nói cho anh biết, thật sự em đã có có taxi. Taxi. Taxi à? Taxi. Uầy, cô có còn nhớ tôi đã nói với cô có cái này chơi vui lắm không hả? Đúng rồi, đúng rồi. Qua đây. Qua đây. Thì lý do là tới đây anh có đi làm à? Xin phép nửa ngày đó. Chi vậy? Dẫn em đi coi nhà. Em còn có công chuyện chưa làm. Hân à, công chuyện đó để bà làm được rồi à, đi với làm đi nha. Đúng rồi. Đúng rồi, mình đi đi. Đợi em thay áo đó. Nè Hân, em vào đi coi đi. Anh cố tình chọn căn nhà này rất là đẹp. Nè em coi đi, bên kia có cửa sổ rất là sáng. Nè coi đi, nhìn ra biển rất là đẹp. Sau khi mình đám cưới xong rồi có thể dọn ra ở. Má à, có Hân tới rồi má. Thưa bác tới sớm quá chị. Đúng vậy, thật lạ kìa. Nó lấy được chìa khóa thôi thì biểu bác mới tới coi phụ giùm cho nó. Ý Hân à, cái căn nhà này lớn quá. 1,000 mấy, 2,000 feet lần đó. Có 3 cái phòng, còn cái phòng của chủ nhà nữa. Chị, cái phòng của mình tôi hả? Nó rộng tới cả 100 mấy feet. Mình thích quá nè. Nè mà, nói rõ ràng nha. Ê, em chẳng thấy chị vậy hả? Thì dán giấy tường đi. Không đâu, mình phải sơn giấy tường màu trắng mới sang trọng hơn. Đúng rồi, phải làm cho căn nhà lộng lẫy lên mới được. Đúng rồi. Nè hai chị à, nè để em hỏi ý kiến của má nha hả? Coi hai đứa bay kìa, cứ ở đó nói hoài. Căn nhà con Hân cũng có phần ở nữa đó nha. Hỏi thử coi ý nó sao. Ê nè Hân à, cửa sổ phòng chủ nhà rộng lắm, nhìn ra là thế biển nè. Em à, mau dắt Hân vô phòng coi thử đi. Nè mà vô coi đi. Chắc là mình mua căn nhà đi rồi. Hân, sao đây hả? Có thích không? Dạ thích, nhưng mà anh đừng có mua nhà lớn quá, mắc lắm đó. Bởi vì anh nghĩ mua căn nhà lớn ở thoải mái hơn nữa. Căn nhà này hả, đã xài hết tiền dành dụm của anh bao lâu rồi, còn phải trả thêm 10 mấy năm nữa. Mặc dù như vậy hơi cực khổ một chút, nhưng anh thấy rất là đáng. Anh đừng có tốn với em quá. Em nói cái gì mà kỳ vậy hả? Lạc à, ra thử coi cửa sổ đóng không được. Để ra ngoài giúp chị chút nha. Phải rồi, má của anh định bữa nay mời gia đình em ra ngoài ăn cơm. Một lát anh điện thoại cho em nha. Dạ được. Mời bác. Nước điện còn. Mời bác.
Ông Phương, bà Phương, Gia Lạc thì đã mua nhà rồi, còn riêng tôi thì muốn cho hai đứa tụi nó sớm thành vợ chồng. Bạn gì cứ hỏi chứ gì, càng sớm càng không đi nha. Vợ chồng tôi không có ý kiến, tuyệt đối đồng ý. Vậy thì tốt lắm rồi. Lạc à, Hưng à, hai đứa có ý kiến gì không? Hả? Lạc à, em là đàn ông mà, em nói đi chứ. À đúng rồi đó hả? Nói đi, có gì thì nói đi chứ. Con thì nói cái gì nói đi. Nói gì thì nói mà. Đúng rồi, nói đi. Có cầu hôn nhân chưa? Dạ chưa. Chưa hả? Rồi, thì nói đi chứ. Cầu hôn nói đi. Phải rồi, cầu hôn đây mà, sợ gì chứ. Năm xưa anh với chị của tôi trước mặt mấy trăm người cũng làm như vậy đó, có gì đâu có cỡ chứ. Đúng rồi, nói đi. Cầu hôn phải quỳ xuống chứ hả? Đúng rồi, quỳ xuống đi. Tụi nhỏ bây giờ thiệt rồi. Nè, còn chiếc bông này nữa nè. Đúng rồi, quỳ xuống đi. Em Hân, em gả cho anh nha. Chấp nhận đi chị Hai à, ít ra cũng giúp cho thằng em với chị có đi về mặn mà. Hân à, chấp nhận nó đi mà. Dạ Hân. Hân à, thật ra em có phải miễn cưỡng lấy anh làm chồng không vậy? Sao anh nói kỳ vậy? Tại vì anh thấy lúc ăn cơm em cứ buồn hiu hoài à. Dạ phải, có lẽ chuyện lúc nãy quá đột nhiên. Mới đó mà mình đã quen nhau 10 năm rồi, qua lại cũng 8 năm rồi hả? Anh cũng biết em không phải là hạng người xài đắm, mà cũng chưa hề nói câu nào là anh yêu em. Những lời lẽ như vậy đối với anh mà nói thì đúng là khó mở miệng quá. Em hiểu mà. Nhưng mà em cho anh cái chuyện vừa rồi hình như quá dễ dàng, nhưng mà anh là thật đó. Em hiểu mà. Không phải đâu Hân à, lẽ ra anh định bây giờ mới cầu hôn với em đây thì kể như chuyện hồi nãy đùa giỡn đi, bây giờ anh mới chính thức cầu hôn với em nè. Hân à, lấy anh đi nha. Cho chị biết hôm nay có một người tên là Thẩm Nhân Hào đã gọi mười mấy lần tìm chị rồi đó. Gọi tới hồi nào? Khi mà chị đi chơi với anh Lạc. Anh có nói gì không? Không có gì, anh chỉ nói khi nào chị về gọi cho anh thôi. Nếu anh còn gọi cứ nói chị không có nhà. Nè nói trước nha, nếu anh gọi tới mà nhầm lúc ba má bắt điện thoại á thì em hết cách đó nha. Đúng rồi chị Hai, em nhớ ông thầy có dạy em là ở đời đừng có bao giờ trốn tránh. Cứ coi em không nói gì đi nha, em trở ra. Dạ. Em đừng có nói cho ba má biết nha. Yên tâm đi, em không có nói bậy đâu. Chị Hai, cũng là cái anh Thẩm Nhân Hào đó. Cũng là bó này nữa. Ông đem ra ngoài giùm tôi đi. Chị không có ở nhà. Cẩn thận nha. Thank you.
phải kết hôn. Thật ra tôi đã có bạn trai lâu rồi, anh mới cầu hôn với tôi. Tôi đã chấp nhận rồi. Xin lỗi nha. Thật ra cô đâu cần phải nói xin lỗi, tại tôi khờ thôi. Tôi là cho đã thôi. Tại sao hãy tôi thương một người gái nào, người đấy cũng không chịu thương tôi. Chắc cái kiếp này tôi phải cô đơn lắm, kiếm không ra một người nào chịu thương tôi. Không đâu, anh là người tốt, anh nhất định kiếm được một người rất thương anh. Cô khỏi an ủi tôi, tôi phải lần đầu tiên quen rồi. Mình là bạn có được không? Cô đi với tôi cũng lâu rồi, đưa cô về nha. Cái gì mà hồn vậy? Ai vậy hả? Ủa Hào, con làm cái gì vậy? Nè, nè, uống say rồi hả? Ý da, ngồi lại đàng hoàng đi. Nè, ngồi lên đi. Có chuyện gì vậy? Nó uống say quá nè. Ý da, thiệt là hết sức nói. Sai như là cái mền vậy. Miệng hôi sụ quá đi. Nhà để tôi đi vô lấy cái khăn nóng đắp cho nó nha. Lẹ lên đi, sao uống say quá vậy? Gì vậy hả? Không có gì, thất tình mà. Thất tình cũng đâu đến nỗi phải uống say tới như vậy. Uống rượu say mệt lắm đó nha. Khăn đây, khăn đây. Sao hả? Nè, sự thật là chuyện gì vậy chứ? Nó thất tình đó. Thất tình? Phải con nhỏ sành sứ không? Chắc vậy. Bây giờ thì tội nghiệp quá, quan nghiệp, quan nghiệp. Sao con khờ quá vậy Hào? Cần nhất là phải kiếm tiền. Khi có tiền rồi bọn con sợ không có đàn bà hay sao? Nghe nè nè, không xong đâu. Ta phải nấu thêm một nồi nước sôi để cho nó dặn đầu. Hả? Nè, nằm đàng hoàng đi. Nè, nằm lên, nằm đàng hoàng đi. Má, khỏi đi mà. Vậy nè. Nằm đàng hoàng lại đi mà. Ê, nè, cẩn thận nha. Đi làm. Đi làm cái gì chứ? Để má lấy mền đắp cho con nha. Thôi khỏi đi má. Của mày nè. Ừ. Cô à, làm ơn cô lại giùm đi. Nè, Thẩm đại ca, sao hôm nay sớm vậy? Uống nước buổi chiều xong rồi mới đi làm đó. Tối qua thuốc khuya quá, hôm nay về không nổi thôi. Bây giờ còn muốn cái gì mà không được. Nè, tới trễ chút xíu thôi, em làm gì dữ vậy? Được, cậu nói vậy được rồi. Bắt đầu ngày hôm nay, chuyện ở đây không cần cậu phải làm. Qua đây, công ty có cái thơ này cho cậu nè. Ông muốn đuổi á, đuổi đi, cần gì mà nói lòng vòng như vậy. Ba, cậu thích cái trang tên nội địa lắm mà. Bây giờ thỏa nguyện cho cậu rồi nè. Ba, khỏi cần cám ơn tôi, lấy ông chủ đó. Hả? Đi qua bệnh viện đi. Ngon lắm. Thiếu tôi cử cà phê nha. Các bạn đồng nghiệp, các bạn đồng nghiệp. Chào tất cả. À, chúc mừng, chúc mừng. À, chúc mừng, chúc mừng. Chúc mừng nha. Chúc mừng tôi. Hoan nghênh bạn. Cảm ơn anh. Tôi đã biết trước rồi. Tại sao biết trước vậy? Anh có biết ai điện qua không? Chủ nhiệm đó. Cười gì vậy? Anh còn nhớ cái dấu máy tên xì ke không? Nhớ chứ. Sáng làm hết rồi nè. Sau đó chủ nhiệm mới hỏi tôi. Tôi xưa nay báo cáo chân thật mà. Tôi nói hết cho ông nghe. Cái thằng khốn kiếp này quá rồi nha. Còn gì này nữa? Gì? Tôi nói nhỏ cho ông biết, nói anh thích cái trang tên nội địa này lắm. Thằng khốn này làm biết bao nhiêu công chuyện cho tao mà không nói cho tao biết hả? Cái
chuyện này là chuyện nhỏ thôi, không giá trị gì tin tức báo chí đâu. Mình không lên khuôn đâu. Nhưng mà anh làm sao đền đáp công lao của tôi đây hả? Đến tiệm má của tao, cà phê, trà sữa, tất cả cái gì tao bao hết đâu. Chỉ vậy thôi à? Không sao. Ồ, tất cả ngay đây. Anh Hào Diện mừng bữa nay chuyển qua ta khác thành công. Anh có nháy mời tất cả xuống quán nha má. Anh ăn bữa cho sung sướng đi ha. Cảm ơn. Thật chứ? Như vậy chưa đủ nữa sao hả? Quân Liên đó mà, chủ tịch của tập đoàn Bích Phong, một trong 10 người giàu nhất của Hoa Kiều trên thế giới, gia tài ông trên 10 mấy tỷ. Ông tới đây làm gì vậy? Tin tức nội bộ cho biết chủ tịch của mình thì muốn giữ làng tòa soạn tà báo, cho nên mới bằng mọi giá mượn tới đây để cố gắng thương mại đó mà. Cái tin này vừa tung ra cho gì đúng không? Trước sau gì cũng sẽ công bố. Tao có ý này. Sao hả? Làm phỏng vấn riêng với ông. Bây giờ? Dĩ nhiên là bây giờ, không lẽ ngày mai sao? Lấy viết, lấy máy chụp hình. Đi đi. Hay quá. Ô, bánh tốt. Ờ, ông Liên à. Hả? Chúng tôi là ký giả của tờ Kinh Báo, muốn làm phỏng vấn ông, không biết ông cho phép không? Ngộ quá chứ. Xưa nay tôi chưa hề bị ai phỏng vấn tôi phải như vậy. Được. Ở tại chỗ này, tôi để cho anh thời gian 2 phút. Thưa ông Liên, nhân tố gì mà thúc đẩy ông tiến về báo chí vậy? Chỉ một tiếng đơn giản thôi. Tiền đó. Yeah! Vì chờ chánh báo của mấy anh hàng năm lời nhiều quá. Chủ mấy anh yêu cầu tôi vô cổ phần, tôi đâu có lý do gì từ chối. Ông Liên à, thật ra cách kiếm tiền có nhiều lắm. Thí dụ như ông có thể làm ngân hàng hoặc là làm địa ốc. Ông chỉ phải làm báo chí. Ông có thể đem tiền mà ông vô cổ phần nhà báo đó mua cái sân gốc qua chơi không hay không? Anh có chơi cờ đại phú ông chưa? Dạ có. Được. Vậy thì anh cũng hiểu rồi. Nếu làm được một người đại phú ông thì phải mua hết tất cả những gì. Như vậy thì mình mới có thể chính thức để làm được một nhà đại thắng. Cái hứng thú lớn nhất của tôi là phải làm cho được một nhà đại thắng. Tao ông Liên, nếu như ông thật sự muốn thu mua... À, đã tới giờ rồi. Nếu như các anh muốn tiếp tục phỏng vấn tôi đó, thì các anh hãy nói với thư ký của tôi để lấy giờ hẹn trước đi. Hả? Xin lỗi nha. Ờ, ông Liên à, có thể cho phép tôi chụp tấm hình không? Được. Vậy có được không? Xin lỗi nha, tôi không phải chơi banh nữa. Cứ việc nói với thư ký của tôi, lấy cái giờ hẹn trước đi. Dài dòng chẳng qua là như vậy thôi. Tao cũng thưởng thức ông lắm. Thưởng thức chỗ nào? Muốn làm một kẻ đại thắng, một đại anh hùng thì đúng là phải như vậy. Như vậy hả? Nhưng mà tôi tối nay muốn ăn gì cá đây nè. Nè, mày nói gì nữa đi. Anh hứa với tôi là đại ăn tối nay mà. Nhưng mà đâu có nói là đại gì cá đâu. Cũng như tôi chuyển công tác cho anh như vậy đó, có đúng vậy không? Ờ, được. Sợ anh rồi. Đi. Cá ơi cá, coi con nào kém may mắn lột cho bụng mình đây. Nè, coi kỹ đi. Cá con nào con nấy cũng ngất ngươi, cũng không tươi à. Tụi nào cũng vậy, tôi đừng ăn nữa. Nè 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 nè. Mấy con cá này bao nhiêu vậy mà còn nói không tươi sao? Đi đi đi. Mình ăn cái con không nổi lớn lắm đâu. Có 10 lượng thôi. Tám lượng nha. Bốn lượng nha. Thôi đi khác ăn đi. Bắt gì đi vô khác ăn chứ. Hồi nãy mình cũng nói ăn cá đắt tiền mà. Bây giờ chẳng như mình ăn cá đắt tiền mà còn phải ăn gì cá, ăn đủ thứ, còn chai XO nữa. Anh nói sao thì sao đi, tôi thì xả thân đi theo quân tử. Vậy mấy anh em. Hân à, hai cái anh hồi nãy ở trước cửa em quen hả?
Bạn làm chung ở nhà báo mà gặp qua mấy lần không có quen gì lắm. Ồ, vậy mà anh thấy họ nhìn em rất là lạ. Anh tưởng là em làm mất lòng họ chứ. Vậy à? Có thể đã đụng chạm họ mà em không biết thôi. Ông bộ trưởng. Ồ dạ, cậu Lạc. Những món ăn cậu Đạt tôi đã liệt kê xong rồi, cô gọi đi. Ở đây chỉ là 3.380 đồng một bàn thôi. Ờ, Hân à, em coi đi. Em cũng coi đâu, anh quyết định được rồi. Em cứ coi đi, đỡ hơn nhiều mà. Em đã nói là em cũng coi mà. Ê cô Lạc, nếu Đạt cho anh 10 bàn cũng bớt được đó mà. Hân à, vậy Đạt bao nhiêu bàn hả? Anh cứ quyết định đi. Em thấy không khỏe, em phải về trước. Hân à, Hân. Hân, hay là em không thích nhà hàng đó vậy? Không phải đâu. Anh thật là chưa hề thấy em giận như vậy. Xin lỗi nha. Em cũng không biết tại sao lúc nãy là như vậy. Thôi vậy mình đổ vô khác đi nha. Thôi khỏi, nhà hàng hồi nãy cũng được lắm mà. Hân à, dạo này anh thấy em có nhiều cái lạ lắm. Bà chị cả nói là thường thường mấy người con gái sắp lấy chồng có nhiều chuyện băn khoăn lắm phải không? Em muốn đi du lịch đó Gia Lạc. Mình cũng định qua Nhật hưởng tuần trăng mật rồi. Em muốn đi trong mấy ngày nào? Sao tự nhiên lại muốn đi du lịch chứ? Em muốn tìm chỗ nào chỉ có anh với em hai người thôi. Vậy cũng được. Dù sao dạo này em cũng không được thoải mái. Đi du lịch cho vui. Vậy em muốn đi chỗ nào đây? Anh muốn chọn chỗ nào cũng được mà. Nếu không phải con đã hứa lấy thằng Lạc hả? Má không cho con qua Thái Lan đâu. Nếu người ta biết tiếng Nam không có tốt. Má, con đã nói anh Lạc không xin phép được, anh không có đi. Vậy thì má còn lo hơn nữa. Con lớn tiếng như vậy chưa hề một mình đi ra khỏi nhà lần nào. Má khỏi cần lo quá mà. Bây giờ con đi theo đoàn thôi. Có cả một đoàn người đi chơi mà. Má ơi, con đi học nha. À. Nè chị hai, em không tiện gì nha. Nhưng mà chị phải nhớ mua thịt đồ khô, thịt đồ khô. Cái gì ăn được là chị mua về. Biết rồi, thằng láo ăn. Em đi học nha, bye bye. Đó, nó tới. Ủa, anh Lạc. À, Quý, chào bác. Lạc à, sao lội thôi quá vậy, con lại không đi được. Thì cái anh trong sở đó, đột nhiên anh lại bị bệnh. Con làm luôn phần cô ảnh, cho nên xin phép không được. Hân à, xin lỗi nha. Con đi nhà má tới giờ rồi. Anh cũng đi nữa. Má với bà con cho con cái lì xì để con được bình yên vô sự, thượng lộ bình an nha. Cẩn thận nha. Con biết rồi. Đi đâu cũng phải theo đoàn nha. Biết rồi. Đừng đi lạc đoàn nha. Chỗ đó có người xấu nhiều lắm đó. Con cẩn thận. Không được đâu. Để mình thắp nén hương xin phù hộ cho con Hân. Hoàn sĩ kỳ hế rồi trời ngọc lượt lãng thiên hê trường lâu cân lãng trong xâm phu xì tham hoa giả một dấu xâm trình linh luyện như tiên linh lý thông giả thông tắc cháy mê sự linh lý ngôi sáng dấu trôi biệt lì đàn ba chiêm lý đích xâm tay mộc suy chê sĩ phẫu lòng phê mộ trần xâm y ngôi hù nê mình bạc chế xì ngô mùi yết ngồi đó nhất xe ngô chí xăm chỗ muôn xe liền yê xây yu hồi pháo chẳng nhất xe sơn thùng mô xây chồng mê đời nị xuyên ngô đích xăm chỗ hằng nị khai khí hằng chích lượng ngàn chìm chỗ cao hồn y chênh hồ ngon quay ngô mùi phạt开心，如果要忘记这一切，quá vậy hả? Ồ, ba cái vụ này mà một năm xảy ra biết bao nhiêu lần, không có gì quan trọng đâu. Mình chỉ biết lo chơi vui vẻ là được rồi. Thank you. Thank you. Thang phố
ราบไหมคะวันนี้ได้ประท้วงเป็นวันที่3แล้วทางกรมเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปควบคุมความสงบเพราะเกรงว่าสถานการณ์จะเกิดการชุลมุนขึ้นแต่เร็วมากอย่าดุ้งเฉยก่อนได้ตั้งที่ลานทางตำรวจได้ให้ความอย่ากุ้งเดือขี้เห่าตุ๊บล้ำอย่าไปอย่ากองแซงหุ้นกังถังมาchưa còn gửi lời thăm bà nhà nói cho thằng quý biết những gì nó dặn con đã mua đủ rồi. Dạ được. Bye bye. Tối nay mình chơi disco có vui không? Vui. Nè, nếu chơi vui vẻ thì tối nay mình nhớ ngủ cho ngon giấc nha. Sáng mai tôi sẽ gọi các bạn dậy sớm. Các bạn dậy sớm rồi tôi sẽ dẫn các bạn đi chơi một chỗ này rất là vui. Bây giờ xe quẹo cua là tới khách sạn của mình rồi. Tất cả các bạn nhớ lấy hành lý của mình nha. Đừng có để sót lại món gì đó. Nè, thay lắm rồi. Sang vĩnh viễn bất chi trong trong trong